Chào mọi người nha, hôm nay mình tiếp tục mình quay cái đồng ruộng. Bắt đầu chín vàng ôm nè. Mình quay để máy bắt đầu chuẩn bị nó cắt. Mình thử mình quay chia sẻ cho mọi người biết về cánh đồng vơi. Đồng ở mình nay là bắt đầu vô cắt rộ lúa chín vàng đó. Lúa chín vàng ôm. Đồng lúa rộng mênh mông nha. Đó. Giờ mà dưới kia đường xe nó chạy. Đó, chín vàng hết, rộng lắm. Trong phía trong đó là nhà, trường học cấp 2 ở từ làng mình á. Trường học cấp 2 á, ruộng này nó sát cái trường học. Để mình quay cho mọi người biết nha. Giờ theo dõi kênh mình để mình có động lực. Nhiều người không biết cắt lúa đâu á. Mấy cắt thì xỉn lúa mà. Mấy chị múc lúa múc lúa giờ cho gà rồi, lúa sốt nó ngã mình múc giờ cho gà bỏ hoài nó cũng uổng lúng nè đúng rồi. Mấy nó thử nó ấy mình không có ấy, mình nãy lúng mà không có mình có quay nó cũng hấp dẫn, kéo lâu rồi cũng hấp dẫn. Bây giờ mấy cắt xuống này rồi, xong rồi nó qua đám khác rồi, còn cái trên kia nữa, cái mấy bên kia nữa, trên kia vừa cắt vừa bóc lúa đó, bây giờ qua đám khác chỗ khác. Tài cầm cuốc đi bắt chuột nè, lúa người ta cắt, người ta bỏ bao có chuột không, có hang nào đào cho vui rồi. Mấy anh này rồi mà thấy lên ảnh rồi mấy anh ngại quá, cởi mạnh dạng lên chứ mới đâu lúa đi không, trong kia có giường ở của người ta nha, giường ở cầu trong đó. Ở đây ruộng ta làm thì đất nó cũng cao á, ta làm ở làm đồ nữa chứ không phải nhất thiết là làm ruộng, dưới kia là nhà trường học cấp 2. Mấy cắt lúa, mấy cắt chia ra 12 đám mà.
chỗ này chủ khác. Bây giờ ở đây mỗi người làm ở ít, chủ ít lúa người ta bỏ nè, nó cắt sòn không nó bỏ vậy, bỏ bao vậy rồi chờ kia nó xuống nó bóc. Ở đây nó là máy móc đầy đủ, lớp rồi cắt, lớp rồi bóc, rồi lớp rồi người cuốn thơm, làm tấp nập nhanh lắm. Nó lúa đẹp luôn, mấy anh tài nó cắt sòn anh vậy đó. Chứ không có làm nhiều, làm mà không có nhiều én đồ nó bay gốm, không lúa có bún có đồ én đồ nó bay lên nó này. Hai mấy rồi nó cắt cái đồng này cũng nhanh. Bên này không có chủ, không có chủ thành thử nó qua đám khác. Ở đây người ta làm người ít tự, chứ không phải dùng khác làm người năm ba mẫu, dùng này người làm dài sao chứ người ta không có làm nhiều. Không phải nhiều lớn như mấy con kia, mới mình mấy tháng và mấy năm mà mình nó mấy tháng. Lúa anh này đồ anh làm chất lượng khỏi ngã, sợ ngã. Mấy mới á, Ninh Thuận có mấy nào đâu mà mới. Đang còn cành đó. Đang quay cái clip cọc cành á, 5-10 phút là mình quay lên cho nhiều người ta biết rồi sao vậy. Anh kia cầm cuốc rồi để bắt chuột bắt chim luôn. Bữa giờ ở nhà có con chuột nào không? Hả? Không có con chuột nào á? À? Cuốc nãy giờ mà không thấy con chuột nào á? À? Lúa bỏ chim cắt lúa rồi én đồ cũng bay đầy ngay hết rồi. Đồng lớn nhưng mà người ta làm người dài ba sao, người nào nhiều hai sao ba sao, chứ không phải mới dùng khác kia làm 5-3 sao được. Người làm ít thử cắt người phải chờ đợi. Các đường nữa là hết đám, chứ không phải như kia một chủ làm 5-3 mẫu nha. Này,
đường xào xào đấy, một xào hai xào gấp lại có mấy nó cắt, rồi khi thở dời dời mạnh hai mấy con. Đó là cắt lúa là chi mén rồi bay à, bay lượng đi không? Đó, chi mén rồi đó, mấy nó cắt à. Máy nó qua bên này nó cắt nè. Đưa vào vô cắt được mấy anh. Tới mà tiêm như vào mấy anh cắt được. Máy này nhỏ hơn mấy ông mấy kia. Dặn nó rồi chứ. Cái này mới nó kêu về mai mốt về lại ta. Hả? Mai mốt về lại rồi mới gặp được cái thôi chứ. Thì mua lưới rồi thả cá. Thì mình gieo không gieo rồi cũng do mình ấy chứ. Giờ ấy làm rồi mới kêu gieo thì đó do mình mà người ta. Có người cũng thích gieo mới gieo. Đó. Đó. Mấy ông dùng họ cao cao hơn thì ông thích gieo. Ừ. Mà phải làm một lượt chứ, mà mấy ông gieo mà mình không gieo sau này rồi mình cũng làm muộn như mấy ông nữa. Giờ mấy này nó chuẩn bị nó cắt tiếp nữa nè. Đó, mấy này bay lớn hơn rồi nha, mấy này 70 này nha. Tôi 70 nè. Cắt mạnh hơn cái mấy kia 60 à, mấy này 70 nó mạnh hơn. Hai cái máy. Sao? Mình là lỡ quay mình đi rượu mình chịu chứ, độ nó đi rượu nó chửi chết đó. Nó quay chết. Nhỏ nhà độ nó bông quá trời luôn à. Ngon vậy, chuẩn bị đi rượu chứ ngon vậy. Mùa nó ngày tiệc ngày hội của mấy ảnh nha. Hội cắt lúa là cũng như ngày hội ngày tiệc chứ. Mấy chị này đi mốt giờ cho gà đồ nó ăn. Bỏ về ruộng đồ nó phí. Dịp bữa nay người ta chủ yếu người ta nuôi cám rồi ít thả đồng. Bỏ phí. Thấy không? Bây giờ cắt vô nè. Nó mấy bây giờ cắt vô. Quay rồi, có chuồng nào không? Đào quay rồi cho rồi. Ừ, vừa chuồng ra rồi. Chuồng đâu? Không chuồng ra. Đấy. Quay rồi lên quảng bá chuột rồi chứ bất mơ đâu. Tìm hang chuột lớn đào á. Đào giờ chủ yếu anh ăn chứ có đâu mà bán chuột, bữa nay có đâu bán. Mọi người thấy không, chim én đồ bay nhiều lắm không, nó bay mà đầy bầu trời luôn mà. Giờ chim én mà mình thấy nó đẹp hấp dẫn. Ủa, mấy con nhện à, mấy nhện á, lúa đạt quá là mấy con nhện à. À
tay máy nó cắt nè, cắt gòn tháo rồi. Dầu thử đổ dầu mấy mấy cách uống dầu rồi đó. Dầu gì mà can báo đây mà cắt muốn không bán rượu hết đây, nhỏ quá mà bán xào không yến quá trời yến mà yến bày đảo quá trời luôn rồi. Mỗi lần mấy cắt lúa là yến rồi nó đu vậy. Thước 10 tấm được cỡ được chứ, 7 lỡ còn 3 tấm là dư sức sợ trên á, phải mười mấy tấm nữa. Đám đào tưởng đâu là chuột mất hồn không ơi. Dùng tôi mai rồi chắc tới này nó nghỉ rồi, nó cắt nợ ở đây rồi. Mai cho nó bể luôn, nó đồ nó cắt đêm mấy hôm có một chút mà trời nó đêm mệt quá. Ủa yến bày quá trời luôn, nó cỡ bầu trời rồi yến không chắc lúa yến rồi chim nó dời nó bắt bướm mất nghe rồi luôn. Bữa nay mấy anh yến là mấy anh trai kia vừa nó thấy hàng chuột sao không đợi chuột á. Nó đào chuột á. Nó đào vậy á. Ủa, coi nó chạy ra ngoài á. Ở đây có bắt được chắc lúa rồi mấy anh đào chuột vậy á. Nhỏ quá nó không có chuột. Lần này nữa là xong đám nữa. Đám ở đây là cắt nhỏ mà. Đám ruộng dùng ở đây là dùng ruộng nhỏ mà người làm giải bắt sao chứ sao không có làm nhiều. Người nào làm nhiều lắm cũng 2 xào 3 xào hết rồi. Đa số là cứ 1 xào xào rứ rồi ấy, ít.
ruộng nhà nước cấp cho mà chúng ta phải mua giữa gì đó. Bây giờ mới ăn bóc lúa rồi vậy, bón xe rồi vậy. Giác vậy, ở đây ta làm ở đâu, ta mấy cắt đâu, ta giác đó à, giác bóc bỏ hết xe. Mấy anh mạnh lắm, mấy anh khỉ mà thường làm á, thường làm khỉ mạnh dưới kia mấy cách nè. Mấy tấm tấm luôn rồi anh chắc vụ được rồi. Chắc giờ mấy anh giác rồi, giác chắc con xe chắc con xe rồi. Mình biết mình đi bao rồi nó khỏi trời chọc. Tới rồi. Mấy anh nhỏ này là anh chờ anh bắt chuột á. Bắt chuột, hồi nãy có con chuột bự nó chạy mất à.
chuột mà đó. Thịt gái quá mà. Mấy đứa nó thịt gái quá mà. Mẹ bây giờ bắt gà bắt thịt làm thịt ăn kìa. Mấy anh là chuột mà. Chuột mấy anh bỏ trong bị á. Bị. Hello người thịt gái. Tha nó bò. Không có hả? Đâu ấy không có hả? Không. Ôi, mấy mày không đào nó chạy ra không? Ôi, mày không đào, chạy vậy? Mấy mày không chịu đào nó ôm đó nó chạy ra. Mấy ông tưởng không có. Đào nữa đi, còn nó. Đúng đẹp. Nó quay cảnh mặt trời trên kia mấy anh kia bắt lúa mà tới mặt trời quá xa quá cũng không thấy được mấy ảnh. Thử nó mặt trời chuẩn bị xuống núi á. Thôi cảm ơn mọi người theo dõi kênh mình nha. Nhớ ủng hộ và đăng ký like vô nha. Kênh tin gì? Kênh tên gì? Phạm Định Vlog. Chưa đâu. Hello các bạn, mình là các bạn. Hôm nay mình xin chào các bạn là mình là các bạn. Mình là các bạn, có chuột thì không dám đưa lên. Xin chào mọi người nha.